sáng chủ nhật tại không gian bích họa phố Phùng Hưng. Đây từng là điểm chụp ảnh, tham quan của nhiều du khách và các bạn trẻ vào dịp cuối tuần. Nhưng giờ đã khác. Cách đây khoảng 1-2 năm thì em lên đây rất là nhiều, tại vì là công việc của em là chụp ảnh. Thì em thấy trên này nó rất là nghệ thuật, nó có rất là nhiều cái món đồ nó gắn liền với Hà Nội. Mình có thể đi đây và mình có thể chiêm ngưỡng hết được 36 phố phường Hà Nội qua những bức tranh. Thế nhưng mà sau khoảng hơn nửa năm em quay lại đây thì em cảm thấy rất là sốc, rất là bất ngờ, tại vì là không biết những cái món đồ hồi xưa đâu hết rồi, những cái bức tranh tại sao lại xuống cấp nhiều như thế. Dự án nghệ thuật công cộng trên phố Phùng Hưng do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc UN Habitat vào năm 2017. Sau 5 năm đi vào hoạt động, các bức bích họa ở đây đều đã xuống cấp, thậm chí nhiều bức bị vỡ, mất, chưa kể nhiều tác phẩm bị xâm hại, xuống cấp trầm trọng. Em thấy là một cái gì rất đáng tiếc, tại vì là mình đến đây không thể có được những cái bức ảnh đẹp như ngày xưa nữa, mình không có những cái trải nghiệm như ngày xưa nữa. Cảm giác hơi thất vọng với tập thế là một người khách du lịch. Còn đây là không gian nghệ thuật công cộng phường Phúc Tân, một địa chỉ vốn ngập rác thải và nồng nặc mùi xú uế, đã lột xác khi được các nghệ sĩ đưa các tác phẩm nghệ thuật vào năm 2022. Dự án do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm khởi xướng từ năm 2019 với sự tham gia của nhóm nghệ sĩ do họa sĩ Nguyễn Thế Sơn làm giám tuyển. Nghệ thuật đã thay đổi nếp sống của phần lớn cư dân tại đây. Thế nhưng, sau 3 năm hoạt động, bên cạnh các tác phẩm của họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, theo thời gian trở nên hoàn thiện hơn thì rất nhiều tác phẩm khác đã bị hư hỏng nặng nề. Chúng ta cần phải có những cái chính sách. Cái chính sách này cần phải bắt đầu từ nhà nước, nhưng cần phải có sự chung tay của xã hội, của các cái cá nhân, của các nghệ sĩ, rồi của cả các cái doanh nghiệp nữa. Để từ đó thì chúng ta xây dựng nên hoạt động nó đa dạng và phong phú, nó hấp dẫn hơn và duy tu bảo dưỡng để cho cái không gian công cộng luôn luôn giữ được cái vẻ đẹp của mình. Vấn đề đặt ra đó là cần làm gì để các không gian nghệ thuật công cộng được sống, được bảo vệ, phát huy giá trị, nếu không sẽ đi ngược lại mục đích ban đầu của những không gian này là để làm đẹp, để nâng tầm văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi của chúng tôi đã cho thấy thực trạng xuống cấp hiện nay của các không gian nghệ thuật công cộng vốn được coi là cần thiết đối với sự phát triển của một đô thị. Không chỉ trong việc làm đẹp cảnh quan, biến đổi không gian sống mà còn trở thành nguồn thu hút du lịch. Thế nhưng thực trạng trên đang làm mất đi giá trị mà các không gian nghệ thuật công cộng này đem lại. Và với câu hỏi, cần làm gì để các không gian nghệ thuật công cộng được sống, được bảo vệ, được phát huy giá trị, chính các nội dung mà chương trình Góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi muốn đề cập đến. Và để hiểu rõ hơn về nội dung này trong chương trình Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời xin được giới thiệu. Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc. Vị khách mời thứ hai là họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Anh đóng vai trò vừa là giám tuyển vừa là nghệ sĩ trực tiếp tham gia một số những dự án nghệ thuật công cộng vừa qua. Trước tiên cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi. Vâng, thưa hai vị khách mời, với nội dung và phóng sự vừa rồi chúng tôi vừa nêu ra, nói về cái thực trạng mà hiện nay các không gian công cộng ở Hà Nội, ví dụ như là phố Phùng Hưng hoặc là ở Phúc Tân, đang bị xuống cấp và đang không có sự đầu tư để tu sửa. Với những cái thực trạng này thì các vị nói gì về những cái yếu tố mà gây ra cái việc xuống cấp của các tác phẩm ở đây? Tiên là những cái dự án này, một là về mặt thời gian. Có dự án là như ở Phùng Hưng là đã 5 năm rồi, từ 2017 đến giờ. Hay như là dự án ở Phúc Tân thì khi chúng tôi làm thì năm 2019 đến năm 2000 đến nay là nó cũng hơn 2 năm. Những cái dự án đều, một là vượt, hai là tiệm cận cái thời gian mà gần như là mình cứ gọi là hết đát của một cái vòng đời của một cái dự án nghệ thuật công cộng. Thế nên là đầu tiên cũng phải khẳng định là về mặt thời gian, và thứ hai nó ngoài trời, nó chịu của nắng mưa tác động trong vòng suốt nhiều năm như thế thì nó cũng ảnh hưởng. Và cái thứ ba tôi nghĩ do cái dịch giả trong hai cái năm vừa rồi thì rõ ràng những cái đầu tư về mặt nghệ thuật công cộng nó không phải là mặt ưu tiên hàng đầu. Trong suốt 2 năm vừa rồi thì là làm gì có cái lượng khách tới du lịch. Trước đó những cái thời kỳ mà như dự án nghệ thuật công cộng Phùng Hưng nó có được một cái hiệu quả rất là mạnh khi mà trong cái mùa du lịch hoặc là những mùa Tết
đó là những cái mà thu hút được rất là nhiều những người du khách nội địa cũng như là du khách quốc tế. Và cái thứ tư nữa là cái khái niệm về nghệ thuật công cộng thì với đại đa số dân chúng vẫn còn rất là mới, thì nên là cái việc mà cái ý thức tương tác hoặc là cái giữ gìn nó của cộng đồng cũng như là bảo vệ cái tác phẩm thì nó vẫn còn cần phải học hỏi dần dần, nên tôi nghĩ nó cần phải có thời gian. Hai cái dự án ấy hiện tại thì đang nằm ở trong kế hoạch của quận Hoàn Kiếm là đang trong tháng tới là đã chuẩn bị liệt kê để mà gọi là trùng tu nó, tiếp tục đưa vào phục vụ các cái dự án cho đời sống của cộng đồng. Chúng tôi được biết là hai vị khách mời ở đây đều là những người đầu tiên, những người trong cuộc khi mà tham gia cái phố bích họa Phùng Hưng, đặc biệt là tiến sĩ Nguyễn Quang đây, khi đấy ông đang là giám đốc của Habitat, thì ông là người trực tiếp điều hành, cũng như là họa sĩ Nguyễn Thế Sơn là người giám tuyển những cái tác phẩm ở đó. Vậy thì cái mục đích khi đấy chúng ta làm cái con đường bích họa Phùng Hưng là gì? Tôi bây giờ thì không còn làm giám đốc của UN Habitat, nhưng cái giai đoạn bắt đầu từ đấy thì một trong những cái chiến lược của Habitat là hỗ trợ cho các thành phố phát triển các cái không gian công cộng. Mà chúng ta đều biết cái không gian công cộng nó có một cái tác động rất lớn về vấn đề phát triển kinh tế xã hội, tính cạnh tranh của các thành phố, kết nối xã hội, rồi kết nối về văn hóa và thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường, rồi an toàn cho người đi bộ, kết nối giao thông. Thì đấy là một cái chiến lược mà các thành phố trên thế giới hiện nay đang tiếp cận. Trong cái hội nghị Habitat 3 thì trong 17 cái mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có cái mục tiêu 11 liên quan đến sự phát triển an toàn, bền vững, bao trùm, xanh, thích ứng đối với các đô thị và các cộng đồng, thì có những cái mục tiêu gắn rất rõ với không gian công cộng. Làm sao để cho mọi người được tiếp cận không gian công cộng, làm sao để cho các đối tượng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, thí dụ như là phụ nữ và trẻ em, được cái quyền tiếp cận không gian công cộng. Thế thì vấn đề này rõ ràng là chúng ta không thể nói từ chính sách mà không có những cái thử nghiệm. Thì Habitat lúc bấy giờ có đưa ra hai cái thử nghiệm. Một cái thử nghiệm là gắn với cái làng bích họa Tam Thanh mà ở trong thành phố Tam Kỳ. Và sau đó thì chúng tôi nói chuyện và hỗ trợ cho quận Hoàn Kiếm trong cái việc mà cải tạo lại cái không gian công cộng đường Phùng Hưng. Tức là nó là những cái vòng cầu cổ có giá trị văn hóa, và cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Văn hóa Hàn Quốc và sự kết nối hợp tác với các cái nghệ sĩ của Hà Nội do giám tuyển anh Sơn đây là cùng tham dự, và đặc biệt là cái tính sở hữu của quận Hoàn Kiếm, cho nên đã hoàn thành được đường bích họa Phùng Hưng. Thế thì cái đường bích họa Phùng Hưng có thể nói qua thời gian đã chứng tỏ được một cái điều là gì? Nó thúc đẩy những cái giá trị văn hóa, tạo ra tính kết nối, và nó cũng đóng góp về vấn đề kinh tế. Thí dụ như là nó tạo ra những cái hoạt động kinh tế tốt hơn ở cho khu vực, và nó biến thành một cái không gian mới cho Hà Nội trong việc vui chơi. Nhưng mà cũng như anh Sơn đã nói, trong 2 năm vừa qua có những cái dịch Covid, cho nên nó có những cái hạn chế về mặt gặp gỡ và kết nối. Hơn thế nữa là đây là một cái dự án mà đã đặt ra một cái vòng đời, và trong giai đoạn đấy chúng tôi xác định là tối đa là 5 năm, bởi vì cái con đường Phùng Hưng ở trên là cái ga, và chúng tôi dự kiến là sẽ sau này sẽ hỗ trợ cho việc mở những cái vòng cầu để tạo ra những cái không gian mới trong việc sáng tạo, chứ không chỉ dừng lại ở những bức họa. Bức họa đây là để tạo ra cái điểm nhấn đầu tiên cho thu hút sự quan tâm của mọi người đối với một cái di sản mà rất là đẹp của Hà Nội. Đấy là những yếu tố khách quan, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận những yếu tố chủ quan. Tôi nghĩ những cái tác phẩm nghệ thuật ngoài trời thì đều phải suy nghĩ đến cái vấn đề bảo dưỡng, bởi vì không phải chỉ là 5 năm, hàng năm là chúng ta phải có kế hoạch bảo dưỡng và có chi phí cho bảo dưỡng, và đặc biệt là phải gắn kết với các người nghệ sĩ trong cái lĩnh vực bảo dưỡng. Thì cái điều này có thể nói khi chúng tôi xây dựng cái dự án mới, chúng tôi cũng chưa đặt ra thật sự là thành một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề mô hình để khai thác các cái không gian công cộng. Thì tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mổ xẻ có thể chia sẻ mà chúng ta đào sâu hơn, là làm thế nào để không gian công cộng đấy nó không phải chỉ dựa vào những quỹ bao cấp, và nó không phải chỉ dựa vào những cái sự hảo tâm của các nhà tài trợ, mà làm thế nào để khai thác được, và đặc biệt là nó phải giữ được cái tính bền vững về mặt giá trị văn hóa cũng như giá trị kinh tế, và đặc biệt là những cái giá trị nghệ thuật của nó. Thế thì cái mô hình kinh doanh của nó, cái mô hình khai thác của nó chúng ta chưa đề cập đến một cách thật sự. Có thể chúng ta sẽ bàn thêm về những cái mô hình, ví dụ như công ty dịch vụ công để khai thác cái đó như thế nào. Bởi vì những cái tác phẩm đấy hiện nay vẫn là nằm ở trong cái quyền quản lý của quận Hoàn Kiếm, có cái ban phố cổ. Nhưng mà hoạt động đấy nó không chỉ có thể nghĩ trên cái góc độ là quản lý về mặt hành chính, mà phải suy nghĩ nó quản lý như là một công ty dịch vụ công để khai thác lấy nó. Thì như vậy chúng ta mới đảm bảo được sự bền vững về mặt kinh tế, bền vững về mặt tài chính cho những cái dự án như vậy. Cái ý của anh Quang cũng rất là hay. Tôi nghĩ là đúng là cái dự án Phùng Hưng là chúng tôi cũng rất là vất vả để mà tạo ra được. Nhưng tôi nghĩ cái khó khăn nhất của một cái dự án nghệ thuật công cộng là cái đoạn sau, là cái đoạn vận hành nó. Thì rõ ràng là ngay từ đầu
nó cũng rất là mới. Bản thân chúng tôi cũng chưa có một cái mô hình nào để mà học hỏi theo. Khi mà xây dựng ra một cái dự án đấy cũng chưa thực sự là nghĩ đến cái đoạn là ví dụ 3 tháng hay là 6 tháng hay là 1 năm là nó có những cái công đoạn của cái việc trùng tu. Đấy, mà sau đó thì nó cũng chỉ ở một mức độ nhất định. Khi nào nó hỏng quá thì mới phải gọi đến. Thì hiện tại bây giờ nó đang có một số tác phẩm nó đang bị ở cái tình trạng nó bị hư hỏng. Thì bây giờ bắt đầu mọi người mới đặt lại cái vấn đề và mới nhìn lại, ồ đã hết 5 năm rồi. Đúng ra nếu mà không vướng dịch ấy, thì giai đoạn khoảng 1-2 năm trước là đã đục thông vòm rồi, là cái câu chuyện cái hình hài của Phùng Hưng nó bây giờ nó không phải như thế này nữa. Đấy, nhưng rõ ràng nó đang bị tắc ở cái đoạn đúng cái đoạn chuyển giao. Thì tôi nghĩ bây giờ cũng là cái giai đoạn mà chúng ta phải suy nghĩ tiếp tục cái hướng mà phát triển, khai thác cái không gian đấy như thế nào. Tôi rất thích cái câu chuyện mà các vị vừa đưa ra, đấy là cái việc vận hành những cái không gian nghệ thuật công cộng hiện nay nó như thế nào. Khi mà chúng ta hình thành và xây dựng nó thì đúng vậy, chúng ta chưa nghĩ đến cái việc vận hành. Nhưng mà khi mà một cái thời gian dài nó đã xuống cấp rồi và cái câu chuyện mà vận hành nó ra làm sao thì nó lại được đưa ra một cách rất chi là gay gắt. Tuy nhiên thì với tiến sĩ Nguyễn Quang, khi mà ông đưa ra cái mô hình là chúng ta phải có những cái công ty mình phải dịch vụ công để phối hợp với họ để họ có những cái quy trình để mà vận hành cũng như quy trình để tu sửa những cái tác phẩm như vậy. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn, hoặc là ông có những cái kinh nghiệm gì ở các nước khi mà họ vận hành các không gian nghệ thuật công cộng như thế này? Có rất nhiều những cái không gian nghệ thuật ở trên thế giới, trong nhà cũng như là ngoài trời, được các cái tổ chức, và thường thì nó đến từ những cái quỹ tài trợ. Có thể quỹ đấy là tư nhân, cũng có thể đấy là những cái quỹ mà họ cho vay và nó có những cái dự án có tính lợi nhuận để người ta thu hồi lại. Thế và song hành với đấy thì cái người nghệ sĩ, ví dụ nếu là không gian trong nhà thì phải gắn đến vấn đề giá trị bất động sản để tăng cái sự gia tăng của bất động sản đấy, và nó sẽ bồi hoàn lại cho những cái việc đầu tư của nghệ sĩ cho những cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Tôi suy nghĩ có hai hướng. Một cái hướng là vai trò nhà nước quản lý, thì lúc bấy giờ nhà nước phải nhìn nhận thêm rằng là cái chiến lược phát triển không gian công cộng mình phải có quỹ, có những cái quỹ sáng tạo. Thứ hai nữa là đưa ra những cái cơ chế mới cho cái việc vận hành của những cái không gian đấy, làm thế nào lấy thu bù chi. Và như thế là tôi đang nói đến cái mô hình công ty dịch vụ công do chính nhà nước quản lý, nhưng mà không phải là tối đa hóa lợi nhuận, mà đây là tối đa hóa những cái lợi ích công cộng nhưng dùng cơ chế thị trường để vận hành, qua cái việc thu phí, qua cái việc mà thu các cái thuế về bất động sản. Bởi vì rõ ràng là không gian công cộng đấy, những tác phẩm nghệ thuật đấy, nó đóng góp về sự những cái hoạt động kinh tế nó tốt hơn cho những cái khu vực xung quanh, thì những cái đó làng họ phải lấy bù trừ vào cho những không gian đấy. Cái điều này nó đặt cho chúng ta là nếu như thế thì chúng ta rõ ràng là phải xác định, một là cái chủ thể để quản lý cái không gian công cộng là gì, hai nữa là cái mô hình tài chính của những cái dự án đấy. Thế thì xây dựng dự án đấy thì không phải vấn đề là chỉ có chúng ta phải xác định được rõ là gì, cái nguồn lực ở đâu, mục tiêu của cái dự án làm gì, quỹ bảo dưỡng nó ra làm sao, thời gian hoàn thành nó bao nhiêu, giai đoạn mà chúng ta khai mạc cũng như là giai đoạn kết thúc của nó là khoảng bao nhiêu, và những cái cơ chế để vận hành, để khai thác nó, và lấy đâu cái nguồn tiền, đặc biệt là những cái chi phí về tài chính trong vấn đề bảo dưỡng cũng như là khai thác, để thông qua những hoạt động như phí, thông qua những như thuế, thông qua hoạt động như là đánh giá về bất động sản. Thế thì có những cái dự án mà không gian công cộng do tư nhân họ quản lý cũng như vậy thôi. Họ có thể có những cái không gian, có những cái tòa nhà, có những tác phẩm nghệ thuật, nhưng cái đóng góp đến giá trị gia tăng bất động sản thì thông qua những cái bán được những cái tòa nhà, qua cái giá của bất động sản thì họ hỗ trợ và có thể nói là bao cấp cho những cái hoạt động văn hóa đấy, bởi vì thật ra là họ hưởng lợi từ những cái giá trị đấy. Thì tôi được biết thì hiện nay thí dụ như chẳng hạn như là Flamingo chẳng hạn, họ cũng có một cái công viên cây xanh, có cái nghệ thuật, nhưng họ thông qua thu phí và vé và cũng giá trị gia tăng của bất động sản đấy đóng góp cho những cái hoạt động về văn hóa đấy. Thế rồi Vingroup hiện nay tôi cũng biết họ có những cái công viên sáng tạo. Thì những cái hoạt động đấy chúng ta phải nhìn nhận nó trên như một cái mô hình, như một cái tư duy hệ thống, tức là nó bổ trợ cho nhau. Thế còn những cái không gian công cộng do nhà nước quản lý thì ngược lại, nhà nước phải đẻ ra những cái mô hình công ty dịch vụ công để quản lý, để khai thác nó, để sử dụng nó một cách có hiệu quả, nhưng không phải là để làm lợi nhuận, để làm tối đa hóa lợi nhuận, mà mục tiêu là tối đa hóa những cái lợi ích xã hội. Vậy là cái lỗ hổng lớn nhất trong cái việc mà chúng ta vận hành những cái không gian nghệ thuật công cộng như này, chúng ta thiếu hẳn một cái mô hình, vâng, một cái dự án như tiến sĩ có nói đấy, là những cái công ty dịch vụ công, đúng không, vâng, tham gia vào cái cơ việc chế để chúng ta quản lý, vâng, tổ chức, vâng, thực hiện cái đó. Nếu mà việc chúng ta hình thành những cái dự án như thế có khó khăn không? Tôi nghĩ là cái giai đoạn ban đầu thì giống như anh Sơn với tôi cũng biết đấy, bắt đầu để xây dựng cái đường Bích Họa Phùng Hưng quả thật là một cái thách thức rất là ghê gớm. Không phải chỉ thách thức về đây, về những cái tác phẩm và nghệ thuật, về mặt kỹ thuật, mà thách thức ở đây chính ấy, rằng là cái sự chấp thuận và sự đồng thuận của mọi người trong cái việc triển khai. Thế thì một cái cơ chế mới tôi nghĩ không hề đơn giản
Nhưng ở đấy chúng ta sẽ đòi hỏi những cái sự thay đổi của những người dám tiên phong để thực hiện cái điều đó. Và tôi nghĩ mô hình công ty dịch vụ công rất nhiều thành phố trên thế giới họ làm. Họ quản lý vỉa hè, họ dùng những cái chi phí về khai thác lợi ích vỉa hè để đảm bảo vỉa hè sạch hơn. Thế rồi họ quản lý những cái không gian cây xanh. Thế lấy đâu chi phí để quản lý? Nếu nhà nước chỉ bao cấp mà không có cái nguồn lực để thu, thì qua phí, qua thu thuế và đặc biệt là qua khai thác giá trị kinh tế của những cái không gian đấy thì có thể đem lại những lợi ích, và lợi ích đó là phục vụ cho xã hội, phục vụ cho văn hóa. Cũng phải xin nói thật là tất cả các cái dự án mà như chúng tôi làm từ Phùng Hưng hay Phúc Tân thì thực ra chưa có cái dự án nào mà chính danh là cái dự án được gọi tên là nghệ thuật công cộng cả, mà đều núp dưới một cái tên khác của một cái công việc của nhà nước, ví dụ như là cải tạo trang trí hoặc là cải tạo không gian. Thì tôi nghĩ cái này nó là một cái vấn đề chính sách mà lâu dài là cũng sẽ phải có một cái tên gọi chính danh. Khi mà mình có chính danh thì mọi cái hoạt động đi theo thì nó mới đúng nghĩa được. Chính vì thế nên là Quyền ở bên quận Hoàn Kiếm có cái ý tưởng là muốn cải tạo cái không gian của bờ vở đó bằng một dự án nghệ thuật công cộng. Thì lúc đầu cũng không hẳn là dự án nghệ thuật công cộng đâu, cũng chỉ là định vẽ hoặc là định làm lên trên cái bức tường đấy thôi. Nhưng mà khi mà ra thì nhóm chúng tôi nhìn thấy một cái tiềm năng khác ở đó. Nó là một cái không gian có vấn đề về môi trường, rồi là về cái lịch sử cộng đồng ở đấy nó rất là hay. Thế nên là mới đẩy nó lên thành một dự án công cộng và có nhiều yếu tố mang tính chất tái chế. Thì cái này nó là cái yếu tố tương tác trong cái hoạt động sáng tạo. Thế nhưng mà về mặt bản chất cái dự án ấy hoàn toàn không có dùng một đồng nào của ngân sách nhà nước, 100% cũng chỉ dùng cũng là những cái tài trợ từ các công ty ở trong địa bàn. Thế nhưng mà nó cũng rất là rủi ro, như anh Quang nói, nó không có một cơ chế gọi là dịch vụ nào để đi theo, hoặc là một cơ chế một công ty nào có thể chạy theo lo được cái việc đấy, nên là cũng chỉ trông chờ vào cái việc đóng góp của các doanh nghiệp. Mà các doanh nghiệp như chị biết rồi, 2 năm vừa rồi dính Covid, các khách sạn ở trong quận Hoàn Kiếm làm gì có. Thế chính vì thế nên là cái dự án cũng bị ảnh hưởng theo, và nghệ sĩ bản thân bọn chúng tôi cũng rất là ảnh hưởng, gần như là cũng phải cố gắng mà để. Thế nên là cái việc để mà ra đời được chúng nó đã khó rồi, nhưng bây giờ cái quan trọng tôi nghĩ cái việc để vận hành tiếp theo phát huy như thế nào thì rất là cần những cái câu chuyện của những cái đơn vị mà quản lý chuyên nghiệp. Vâng, tiến sĩ Nguyễn Quang có nói đến cái vấn đề là các không gian nghệ thuật công cộng thì là cái mối tương tác với công chúng rất là cao. Họa sĩ có thể phân tích rõ hơn về những cái tác phẩm các không gian công cộng ấy, nó có sự tương tác với công chúng như thế nào, và cái ý thức của người dân, của công chúng trong cái việc tương tác lại và gìn giữ lại các tác phẩm ra làm sao? Câu hỏi rất là hay. Khi mà đặt cái vấn đề là bây giờ rõ ràng là để nhìn nhận một cái tác phẩm nghệ thuật công cộng nó rất là khác với cả nhìn nhận một cái tác phẩm mà ở trong bảo tàng. Trình độ để mà hiểu biết cũng như là để thưởng thức các cái tác phẩm nghệ thuật mà ở trong bảo tàng của đại đa số người dân vẫn còn là hầu như chưa thành thói quen, nữa là đến những cái tác phẩm mà ở ngoài công cộng. Thì tôi nghĩ thế này, thực ra ví dụ mình có thể nhìn qua lại những cái tác phẩm ngay ở Phúc Tân thì có cái tác phẩm mà nhiều khi cái nó đòi hỏi cái sự tương tác tiếp theo của người dân, ví dụ chẳng hạn như cái tác phẩm Thuyền của anh họa sĩ Vũ Xuân Đông, thì nó cần một cái giai đoạn tiếp theo là những người dân sau mỗi một cái đợt là đi thu gom rác thì sẽ thay thế những cái chai cũ đi và thay những cái chai mới để nó lúc nào cũng được mới. Nhưng rõ ràng là người dân cũng thực sự cũng chưa có cảm giác là có cái trách nhiệm trong cái việc đấy. Đấy, mà mặc dù cái tác phẩm này khi đã làm xong, đã bàn giao cho chính quyền, cho người dân thì có nghĩa là tài sản của họ. Chứ lúc đấy không phải còn là của các nghệ sĩ nữa. Đấy. Đấy, rồi thứ hai nữa là cái cách thức mà cái ý đồ mà các nghệ sĩ tương tác thì nhiều khi chính cái sự mà biến đổi của tác phẩm theo thời gian nó lại nằm trong cái ý đồ. Ví dụ như cái tác phẩm của anh họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, cái tác phẩm Bức Tường Danh Vọng, thì hiện tại bây giờ sau gần hơn 2 năm nó đẹp hơn nhiều. Lúc đó thì anh ấy đã tính toán cái cây vẩy ốc, rồi các cây cối, rồi những cây cối của người dân cứ đặt thêm vào, nó lại làm cho cái bức tường đấy bây giờ nó rất là sống động. Do tác động của thời gian, của thiên nhiên, của khí hậu, thời tiết thì nó lại càng đẹp lên. Hoặc là rất là nhiều tác phẩm ở trong đấy thì nó có cái sự biến đổi mà tích cực lên cùng với cả cái sự tương tác. Ví dụ chẳng hạn cái tác phẩm của tôi là cái tác phẩm Những Gánh Hàng Rong, thì tôi đặt cái đầu tiên là trong một cái tương tác là cạnh cái quán nước, và tôi lúc đầu đặt luôn vấn đề là quán nước không phải di chuyển đi mà nó là một phần của tác phẩm. Và cái sự biến chuyển, dịch chuyển khi mà những người sống buôn bán ở của cái quán nước đó, cũng như là những người bán hàng, những người khách hàng làm biến đổi thêm cái không gian đấy, cũng chính là một cái phần của tác phẩm. Và đến bây giờ thì tôi nghĩ là tôi cũng hài lòng với cả cái sự mà tương tác của người dân. Chính vì thế nên là mình cũng cần phải nhìn nó là không phải là cái tư duy cấm sờ vào hiện vật kiểu như là các tác phẩm trong bảo tàng mỹ thuật. Cái tác phẩm này là nó lại đòi hỏi, nhiều khi nó lại cần cái sự tương tác của con người, của thiên nhiên, của khí hậu. Đó, thì tôi nghĩ là ngay trong cái cách nhìn này thì bản thân người xem cũng như là những người mà quan sát từ báo chí hay gì đó thì cũng nên nhìn nhận nó ở một cái quá trình, cũng như là tìm hiểu một chút về cái ý tưởng của nghệ sĩ. Nghệ thuật đương đại về bản chất
nó không phải là một cái thứ nghệ thuật đứng yên hay là nằm chết ở trong bảo tàng, mà nó có sự vận động cái đời sống của tác phẩm, nó song hành cùng với cả cái đời sống của xã hội. Và nhiều khi đó cũng chính là cái ý đồ của tác phẩm, nó sâu xa một câu chuyện phía đằng sau. Ý tôi muốn nói là những cái tác phẩm nghệ thuật công cộng nó có những cái thông điệp nhiều khi nó rất là khác với cả một cái tác phẩm nằm ở trong bảo tàng. Mọi người có lẽ là sẽ cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn một cái ý đồ của những cái tác phẩm cũng như một cái dự án nghệ thuật công cộng. Nó có một cái tính tương tác với đời sống, với cả xã hội, nó rất khác. Và tôi nghĩ đấy chính là cái thú vị của những cái dự án nghệ thuật công cộng. Một cuộc sống mới cho một không gian tưởng chừng như đã bị lãng quên. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện kể về niềm luyến lưu với lịch sử Thăng Long kẻ chợ, với phảng phất bóng dáng đời sống của người dân làng Vạn Trài nơi bến sông xưa, đến những vấn đề của đô thị hiện đại. Có một cái tiêu chí quan trọng mà tôi nghĩ rằng là những cái dự án về nghệ thuật công cộng đã làm được mà chúng tôi theo đuổi, tức là nó phải chứa đựng được những cái giá trị chung nhất, mang những cái thông điệp nhân văn nhất, và nó phải thúc đẩy cái sự tương tác của cộng đồng. Một đô thị nhân văn, giàu cảm xúc sáng tạo. Nghệ thuật công cộng giữa sự tương tác giữa người nghệ sĩ hoặc tác phẩm người nghệ sĩ đối với công chúng. Nhưng mà đây nó rất thú vị là chúng ta đặt cái tác phẩm nghệ thuật đấy nằm trong cái bối cảnh của cộng đồng. Thế và như thế thì cái mối tương tác giữa người nghệ sĩ với cộng đồng cần phải rất là chặt chẽ. Trong cái việc đấy cộng đồng được hưởng thụ, nhưng cộng đồng cũng đóng góp vào cái tác phẩm nghệ thuật, giống như không phải là như là khán giả hoặc là những người đi xem, ở đây là một thành phần trong cái tác phẩm nghệ thuật đấy. Và tôi nghĩ ở đây nếu mở rộng cái khái niệm ra thì để cho những cái không gian công cộng thật sự phong phú thì rõ ràng cần những cái hoạt động bổ trợ cho những cái tác phẩm nghệ thuật, chứ không chỉ riêng tác phẩm nghệ thuật, bởi vì cái đó nó sẽ làm phong phú hơn lên rất nhiều cái đời sống xã hội. Thí dụ như qua âm nhạc, thí dụ như qua những cái cuộc triển lãm trình diễn, rồi những cái cuộc thí dụ như chẳng hạn thời trang. Thế rồi thậm chí cả ẩm thực trong những cái đó đã. Và cái nghệ thuật đây nó sẽ đan xen, nó giúp cho chúng ta thấu hiểu nghệ thuật trên các góc độ, các nhìn khác nhau và sự liên kết các loại hình nghệ thuật khác nhau, từ điện ảnh, nhiếp ảnh, rồi đến nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, vân vân. Thì cái vai trò của cộng đồng đây tôi muốn nhấn mạnh cực kỳ quan trọng trong cái quá trình tương tác đấy. Và muốn như thế thì cái không gian đấy mới phong phú, không gian đấy người ta mới có cái quyền sở hữu phải bảo vệ họ nó, và chúng ta cũng cảm nhận thấy là chúng ta có thể khai thác nó một cách hiệu quả hơn, như không phải chỉ riêng là những cái bức họa mà chúng ta đang để như hiện nay. Tôi bổ sung một chút là trong suốt cái quá trình 2 năm vừa rồi thì đã diễn ra là hai cái cuộc trình diễn thời trang của nhà thời trang Chu La. Lúc đầu là có anh Diego, và lúc sau khi anh Diego không còn thì bản thân là đã có một cái tác phẩm mới tiếp tục, chúng tôi lại làm tiếp vào biển phố là Chu La Road, con đường Chu La đấy. Người dân lại được tham gia vào một cái cuộc trình diễn thời trang. Những cái hoạt động như thế rõ ràng là nó bị ảnh hưởng bởi mùa dịch thôi. Chứ nếu bây giờ sau này khi mà nó xong rồi thì tôi cũng rất là muốn kêu gọi cả những cái hoạt động của các nghệ sĩ khác. Coi cái này nó giống như là một cái không gian sáng tạo mà tiếp tục đến và sáng tạo tiếp vào nó. Đấy, thì tôi nghĩ rất là cần những cái cơ chế để mà vừa là duy tu nó nhưng mà thậm chí làm mới nó bằng cả những cái tác phẩm mới, tương tác cùng vào nó và những hoạt động như anh Quang có đề cập. Và thực tế là bây giờ có rất là nhiều nhóm hip hop đã sử dụng cái không gian của Phúc Tân để trở thành background để quay rất nhiều MV clip rất là đẹp. Cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái sự phân tích rất tính chuyên môn của hai vị khách mời ở đây, khiến cho tôi nhận thấy rằng thực ra những cái dự án như này nó đang có một cái độ vênh nhất định giữa những cái sự nhận thức của công chúng, không chỉ của công chúng riêng đâu
mà còn của rất nhiều những nhà lãnh đạo, nhà quản lý nữa, khi mà họ chưa nhận thức đúng đắn về cái vai trò, những cái giá trị mà các không gian nghệ thuật công cộng này nó đem lại, thực sự nó đem lại một cái tiềm năng rất lớn, không chỉ cho văn hóa đâu mà cho cả du lịch, như tiến sĩ Nguyễn Quang có nói. Tuy nhiên có một việc nữa mà tôi muốn đặt ra trong cái nội dung ngày hôm nay, đấy là cái vấn đề quy hoạch các không gian nghệ thuật công cộng. Tổ chức định cư con người Liên Hợp Quốc cũng đã giúp tổ chức rất nhiều cái hội thảo phối hợp với Bộ Xây dựng trong cái vấn đề đặt ra một cái chiến lược về không gian công cộng. Mà không phải chỉ có Hà Nội, rất nhiều thành phố hiện nay cũng đã xác định là không gian công cộng là một cái tài sản rất quan trọng. Không gian công cộng nó bao gồm cả những cái không gian cây xanh, rồi cả đường phố, thậm chí kể cả những cái không gian trong nhà là của công thì cũng được gọi công gian công cộng. Và nó có đóng góp vào cái tính cạnh tranh của các cái thành phố. Thì Bộ Xây dựng cũng đã xem xét cái điều đó và cũng đã suy nghĩ về vấn đề đưa ra những cái tiêu chuẩn về không gian công cộng trong những cái chỉ tiêu về phát triển đô thị. Thì tôi nghĩ đấy là những yếu tố về quy hoạch. Thế rồi các cái viện quy hoạch nữa, hiện nay thì rõ ràng là quy hoạch diện tích cây xanh, rồi quy hoạch phố đi bộ, chị có thể thấy rất nhiều thành phố hiện nay đặt vấn đề là thành phố sáng tạo, làm nào để xây dựng được những phố đi bộ mới, thì đã biến thành, có thể nói là trong các cái mạng lưới các thành phố tham gia thành phố sáng tạo, thì đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề khai thác các không gian công cộng ở trong thành phố. Thì cái tính quy hoạch giống như tôi nói là rất quan trọng. Nhưng ở đây nó có đối mặt với sự xung khắc, mình cũng phải nhìn nhận rõ. Tức là trong kinh tế thị trường, giữa tiềm năng về mặt phát triển, tiềm năng về mặt bảo tồn cũng như là sức ép của sự phát triển là luôn có những cái xung đột về mặt lợi ích. Thế thì không gian công cộng rõ ràng là dành cho của chung, nhưng mà những nhiều không gian ấy thì lại biến thành là cái đất để phát triển bất động sản. Nhiều công viên, nhiều hồ bị lấp đi để phục vụ những cái dự án bất động sản. Thế thì cái đòi hỏi với cái sự quyết đoán và cái bản năng, cái sự can đảm của nhà lãnh đạo chính trị trong việc cam kết là giữ lại những cái không gian đó phục vụ cái mục tiêu phát triển cho cộng đồng người dân, phục vụ biến thành những cái không gian vui chơi, những vân vân tương tác. Bởi vì chúng ta phải nhìn thấy cái giá trị gia tăng về mặt văn hóa, giá trị gia tăng về mặt xã hội, giá trị gia tăng kể cả mặt kinh tế nữa của các cái không gian công cộng khi nó thúc đẩy cái sự sáng tạo. Ở đấy là nó là nơi mọi người tiếp cận với nhau, và tiếp cận với nhau là đẻ ra những ý tưởng sáng tạo mới, và những ý tưởng sáng tạo mới thông qua giới trẻ có thể tự đấy biến thành những cái startup, biến thành những ý tưởng về kinh tế để khai thác cho mục tiêu lớn hơn rất nhiều. Cho nên sự thay đổi đấy tôi nghĩ là phải từ chính sách, tức là phải đưa ra những cái chính sách, những chiến lược của các thành phố mà nó được xác định rõ trong những cái chương trình mục tiêu. Thứ hai nữa là gì? Các nhà quy hoạch phải xác định rõ và can đảm để bảo vệ những cái không gian công cộng đấy, không cho những cái sức ép của sự phát triển của nhà bất động sản để họ chèn như đấy. Và thứ ba là chúng ta phải phát huy cái vai trò của cộng đồng, của xã hội trong vấn đề là đưa tham dự vào những cái hoạt động văn hóa không gian công cộng. Thì như vậy thì tôi nghĩ chúng ta mới có những cái thành phố đúng sáng tạo, đúng là phục vụ, có những không gian công cộng phục vụ mục tiêu chung. Quan điểm của quận Hoàn Kiếm là sẽ khai thác các không gian, các giá trị di sản ở trong phố cổ vốn là một cái thế mạnh. Thì rõ ràng trong 2 năm vừa rồi thì cũng đã thí điểm đẩy được một số không gian, ví dụ như cái đình Nam Hương, hoặc ngay gần đây nhất chính là không gian hội quán Quảng Đông, bây giờ trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo Hai Hàng Buồm. Thì có thể nói là những không gian như thế, có thể nói chính cũng là một không gian công cộng, nó không phải ở ngoài đường thôi, nhưng nó chính là một không gian công cộng rất đặc thù của Hà Nội, là những không gian di sản. Thì bây giờ nó đang được chuyển mình, và tôi nghĩ những cái này là cái chiến lược rất hay, chính là cái vấn đề về quy hoạch đấy, là bây giờ thế mạnh ở đâu thì sẽ phải dùng cái địa hình, cái thế mạnh của từng khu vực, ví dụ ở Hồ Tây là địa hình khác, công trình khác, hoặc là ở các cái quận huyện huyện khác thì sẽ khác. Nhưng rõ ràng với cái nguồn lực và thế mạnh của quận Kiếm thì sẽ chính là những không gian di sản. Chúng tôi đang có cái kế hoạch là sẽ thiết kế thành một cái tour nghệ thuật là nối từ 22 Hàng Buồm đi qua cầu Trần Nhật Duật, cầu đi bộ Trần Nhật Duật, và đi ra dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân. Thì nó chỉ hết có 10 phút, và cái cầu đi bộ Trần Nhật Duật sẽ biến thành một dự án nghệ thuật công cộng ở trên cái cầu đó. Thì quy hoạch ở đây phải dựa trên cái bài toán, những cái case study thật của những cái địa hình thật của từng vùng, cũng như là của từng cái quận. Thế tôi nghĩ cái hướng trong tương lai như của quận Hoàn Kiếm là hoàn toàn có thể phát triển được điều đấy. Tôi nghĩ cái cuộc talk show ngày hôm nay rất thú vị, với sự chia sẻ và câu chuyện của hai vị khách mời. Khi mà câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra đấy là làm thế nào để các không gian nghệ thuật công cộng được sống, tôi cũng muốn thay mặt chương trình rất cảm ơn các nghệ sĩ đã luôn tâm huyết và nỗ lực trong việc đưa Hà Nội thành một thành phố đang sống. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, đã đến lúc đặt ra vấn đề quy hoạch xây dựng và quản lý không gian nghệ thuật công cộng cần được đẩy lên một tầm mức mới, nhất là khi Hà Nội
là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Điều đó đòi hỏi một sự nhìn nhận nghiêm túc, cởi mở của các nhà quản lý, sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp và sự nhận thức hỗ trợ từ chính người dân sở tại để Hà Nội có nhiều không gian nghệ thuật công cộng hơn nữa. Chương trình Góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.